Một đôi điều về bản thân cũng như là công việc. Ngọc Thúy vừa tốt nghiệp Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, và từ khi ngồi trên ghế nhà trường thì Ngọc Thúy đã có cho mình những cái ước mơ, những cái khát vọng sau này sẽ trở thành một người như thế này và trở thành một người vĩ đại lắm. Và Ngọc Thúy rằng ước mơ, khát vọng thì không ai đánh thuế, và Ngọc Thúy có quyền ước mơ. Và Ngọc Thúy nghĩ các bạn cũng vậy, có cho mình những ước mơ, những khát vọng để có thể giúp ích cho bản thân, gia đình, quê hương và mọi người. Hiện tại thì Ngọc Thúy cũng vừa hoạt động là ca sĩ và cũng vừa tham gia một chút về bất động sản. Và Ngọc Thúy chia sẻ rằng là nghĩ rằng mình tham gia, mình làm việc thì mình có được một kinh tế, một cái tài chính vững chắc để mình có thể tự tin hơn. Đến với ngày hôm nay thì Ngọc Thúy cũng xin được cảm ơn sàn giao dịch bất động sản Mycon Việt Nam đã tạo điều kiện để cho Thúy được đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Và Ngọc Thúy nghĩ rằng bất động sản Mycon cũng là một nơi đáng tin cậy và một nơi mà lý tưởng để cho các bạn có những cái đam mê, những hoài bão để trở thành và có những đam mê về bất động sản. Thì Ngọc Thúy xin được cảm ơn tất cả mọi người và chúc cho tất cả mọi người sẽ lựa chọn cho mình được một ngành nghề ưng ý và sẽ có những ước mơ và những cái thành công nhất định cho mình. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều.